trường hợp mà nó không có mẫu á, không, tức là mình chỉ trao đổi một và hai thôi, mình không cho này thì nó sẽ đi thẳng. Còn trường hợp hóa chất hư nó sẽ đi lên đi xuống như đồ ván này. Cái đây nè, lúc mình thay là đâu thấy màu đó, mình những cái khác là có màu này, những cái màu là nó đại đạo hòa rồi, đạo hòa nó đang được gặp nữa thì mình đi xuống rồi. Đưa lại nhé. Rồi ok, bây giờ chạy lại nhé, chạy lại xem nó có đúng giá trị hay không. Mà không, nó quay gì khác đâu, nó đang quay gì khác. Đứng hai hai khóc. Quay được rồi nha. Có nghĩa là có rơi một rồi. Mình có xe mẫu nó sẽ được một là ura ra. Dạ, cũng nên chạy lại cho mình đúng chưa? Để chuẩn nó sẽ không có ra kết quả, nó sẽ ra hệ số. Còn mình sẽ bồn nó ra kết quả. Dưới là chuyện comment đấy. Comment là nó ra cái chuẩn. Con station là nó có nông độ. Nông độ. C. Station. Đây là đây biểu đồ này. Nó sẽ phân ra làm hai cái này. Bình thường là mình sẽ ủ những cái hóa chất khác mình ủ bên ngoài thì nó tức là cái độ này là cái độ ủ này. À, do cái ure này nó là enzyme cho nên nó phải ủ trong bu huyết nó mới chính xác được. Thì cái thời gian đây là thời gian ủ và thời gian đây là thời gian bọc. Em để 90 giây á, bình thường là nếu mà đọc chính xác nó phải 120 giây mình lo lắm. Còn nếu mình ủ thì mình mới chỉ chạy 6 giây thôi. Có anh cứ cho chính xác nó lâu chút rồi sao? Dạ. Quan trọng nhất thì em thấy là 90 là ok rồi, mình đã phải đứng đợi và kết quả không được. Nói chung ok rồi, về khó chậm không rồi, bây giờ nó này giấy in thì mình trường hợp là in thì kết quả anh muốn in thì anh in, còn không in thì anh có thể ghi ra cái không thì... không cái kết quả là mình muốn in là sao? Dạ, bây giờ nhấn green rồi không, mình là nó in toàn bộ những kết quả nãy giờ mình làm hay là nó in một cái không? Không, nó chỉ in cái này thôi. Ở đây nó có symbol ID này đúng không, đây số 2 đúng không? Để nó đây nhá. Bây giờ nếu như mà này anh làm vừa làm xong đúng không, nhấn in này nó sẽ in cả biểu đồ và cả cái kết quả 21.9 này luôn. Rồi còn nếu như bạn in chỉ cái số thôi á, trường hợp anh làm một cái bảng giống như để em gửi cho anh một cái bảng là anh ghi số rồi đó, nếu mà anh muốn cái này yên tâm hơn nữa thì anh cắt cái này, anh bấm lên cái tờ kết quả đó, bấm này bấm chứ mình ghi thông thông thì cái này cũng sợ ông này lấy số đại đâu đó thì... bấm này à. Đó anh nói là cái ví dụ đây mẫu lần in nó ra một cái kết quả không ura ra cái rồi nên ra cái cũng được thì nếu vậy thì anh bấm cái đó mà nó ví dụ như làm ura thì nên được toàn bộ ra cái được không? Được. Đây đó. Đây nè, ở đây là nãy giờ mình làm là sample số 1, tức là anh đây nha, ở đây là mục research test là nãy mình làm rồi research nha, nhưng mà lúc mình làm mình phải chọn đúng cái ID nha. Đây mình sẽ chọn vô cái ID số 1 nè, cái mẫu bệnh nhân số 1 nè, và nó sẽ in ra tất cả những cái nãy giờ mình làm. Là mình sao? Thì mình sẽ chọn cái dấu sao ở đây nè. Ờ, vào sao? Vô cái bệnh nhân mà mình làm rồi, bệnh nhân số 1. Giả dụ như đây nó còn thiếu cái OTPT, lát nữa anh làm OTPT, anh phải để cái ID nó số 1 thì kết quả nó mới vô người số 1. Còn anh làm cái số 2 thì nó kết quả nó sẽ vô người số 2. Ờ. Thì như thế này nó sẽ có cái biểu đồ và nó có giá trị hết. Đúng rồi. Còn cái giấy đó mà mình đi dễ in cái nó phải hơn. Em làm lần nữa cái cách ra ra này, chỉ làm lần nữa được. Rồi ok. Ở đây trong test nha. Yeah. Thì khi mà mình làm á, mình chọn một cái chương trình nè. Đó, mình chạy xong nước cất là nó sẽ hiện một cái ID vào đây. Ví dụ như cái bệnh nhân đó là Nguyễn Văn A. Đúng rồi. Thì mình quy định cho họ là cái ID là số 10.
Thì tất cả những cái đấy anh phải để cho những nó là cái số 10. Gì của họ làm được số 10 hết. Đúng, số 10 hết. Ai đi số 10 hết. Đi một lúc. Đúng, nó mới ra được cái bảng như này. Còn không người lúc đó đâu cái chỗ có chỗ cho số 10 đâu. Nhưng ví dụ vậy. Cho em xíu hướng dẫn cái chỗ cho nó đi. Đó cái ID nè. Bây giờ nếu như mà em làm men gan thì kết quả của men gan này nó sẽ đổ vào cái ID số 1 này số hết. 1, đúng rồi. Đó là nó sẽ lên thêm dòng vào đây. Còn giờ chỗ anh để số 2 thì nó sẽ sang được cái bệnh là số 2 này. Đúng rồi. 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 Rồi sao? Mình muốn in ra một cái một list mà nhiều mẫu như này thì mình vào một cái sợi này. Kết quả này. Đó rồi mình chọn vô cái đó. Ví dụ nó có bệnh là số 2 thì mình chọn vô đây thì nó kết quả ở đây nó sẽ thay đổi này. Không có một bệnh nhân mà làm tờ được đâu. Rồi ok mình chọn tích vô cái người này. Bao nhiêu sao ở đây mình mới in được nha. Như đó, rồi mình nhấn print này thôi. Đủ xong xong rồi bây giờ mình cho em cho ID số 2 cho anh thôi. Dạ, bây giờ em cho ID số 2 nha. Bây giờ em cho một cái khác đi. Đây. ID số 2 nha. Em làm cái mấy cái blue này. Mình làm cái trước đi. Cái đó còn cái gì nữa chứ? Thì em làm ba cái chi uric với lại cholet vô bình thường số 2 thì em chạy nước nó trắng nó khỏi không phải chạy lại thôi để anh dễ hình dung thôi. Giờ số 2 nha hay số 3 được số 3 hết đi cho dễ hình dung chạy nước trắng đi. Đây làm chạy gì? Chạy nó trắng á. Trắng thử. Thì thay vì mình chạy mẫu mình pha mất công tốn hết rất mình chạy nó trắng nữa. Ừ. Dễ hình dung cái kết quả nó. Ở đây giá trị của bệnh nhân này chạy nó trắng là phải là công này. Ừ. Rồi bây giờ em sẽ chọn cái chi nha. Em cũng chạy nó trắng luôn. Đi đâu? Anh phải chạy xong đây anh chuyển xuống sample nó mới có đi. Chuyển qua từ water với sample. Dạ. Yeah. Qua từ mình chờ chạy hết cái dòng đó mình muốn qua sumo. Nó phải chạy rửa nó kiểm tra nó vô bếp. Rồi, rồi mình nãy là mình chọn bệnh nhân ID số 3 nhé. Bây giờ mình phải chọn đúng số 3. Đúng rồi làm hết bệnh nhân ra cắt cái kiểu xét nghiệm hoặc là inter luôn. Inter luôn. Ừ, thì do cái... nãy anh xin em cái tờ kia thì anh cứ bệnh nào rồi anh cứ cầm sẵn từ đó anh ghi vô giá trị thôi. Còn nếu mà muốn bệnh nhân họ an tâm thì mình in cái này tờ luôn. In cái tờ này mình bấm vô này là không cần cãi nữa. Anh cứ đi bậy như thế cũng được. Rồi. Qua tờ thứ cái symbol sao chạy sang thì mới đưa ra cũng mình nhớ mà nè có cái thì gọi Zalo gọi số 3 số 3 rồi đúng không? Ừ. Nhấn xuống số 3 này. Đó, những cái giá trị của bệnh nhân số 3 đây. Yeah. Ở đây là lúc này em chạy cái mẫu trắng nó sai. Ừ. Nên nó sẽ ra âm như này. Mẫu trắng bắt đầu chạy và lăn á. Bắt đầu mình sẽ chạy lại. Rồi em nhấn tích cho nó có dấu sao rồi. Thì lúc này em in nó ra. Nó sẽ in 3 cái giá trị này ra. Ok. Nhớ là
đi giống nhau. ID số 3 đây ha. Đây ID số 3 nè. Và có 3 giá trị. Cái men gan thì bây giờ mình sẽ không có mẫu chuẩn, nên là lấy một cái mẫu máu của cái người gan, tại vì nó sẽ có một cái hệ số